Chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em thợ máy trên toàn quốc. Có anh em nào muốn chinh phục một cái sản phẩm chuyên làm smart cây và tua đồng hồ với giá thành tiết kiệm không ạ? Anh em cùng vào đây theo dõi và nghiên cứu này để so sánh, để cho chúng ta biết được tại sao cái máy Smart Tool nay lại có giá thành rẻ như vậy. Giờ trên tay tôi đây là hai sản phẩm. Một sản phẩm là bản đủ và một sản phẩm là bản tiết kiệm cho những anh em muốn đầu tư một cái máy mà không phải bỏ số tiền quá lớn để nghiên cứu cho thỏa mãn đam mê, cũng như là bỏ ra số tiền nhỏ cũng rất nhanh lấy lại vốn anh em ạ. Chúng ta cùng nghiên cứu nhé. Thì đầu tiên là nói về cái máy Smart Tool, thì chức năng của máy Smart Tool để làm cái gì đã, đúng không ạ? Thì cái chức năng của cái Smart Tool thì thợ xe máy mình chắc không còn quá xa lạ. Cái máy Smart Tool thì nó làm được hai chức năng. Việc của nó là nó sinh ra để làm hai chức năng. Chức năng thứ nhất là để chuyên chỉnh sửa lại ODO, tức là lập trình đồng hồ km. Chức năng thứ hai là nó có thể can thiệp thật sâu vào cái hệ thống khóa smart cây, không chỉ đơn thuần là lấy mã ID. Tua đồng hồ thì chắc các bạn biết rồi, nó sẽ áp dụng cho những xe sử dụng đồng hồ điện tử. Chúng ta sẽ tua lại km này xuống theo km chúng ta yêu cầu. Đó, gọi là hiệu chỉnh nhé. Chúng ta gọi là hiệu chỉnh ODO. Đặc biệt là hỗ trợ được tất cả các loại xe gắn máy. Không? Hỗ trợ tất cả các xe gắn máy. Còn một chức năng thứ hai đó là nó đi thật sâu vào cái hệ thống khóa smart key. Những dòng xe nào sử dụng trang bị công nghệ khóa smart key hoặc là khóa từ Biago thì chúng ta dùng cái máy này, chúng ta có thể can thiệp được sâu vào trong đó. Chúng ta làm được nhiều thứ để chúng ta chinh phục được nó. Mà bản chất của nó bên ngoài nếu không có máy chúng ta không sử dụng được, chúng ta không làm được. Thì hôm nay tôi sẽ so sánh rõ về hai sản phẩm này để cho anh em biết là vì sao lại có cái bản tiết kiệm. Một bản thì có một số anh em mới mua về, thì anh em bảo là mới đầu tư một cái sản phẩm mới mua về là cái giá nó là 10.500.000 là cái máy này. Thì cái máy này khoảng chừng mấy tháng trước là với giá là 10.500.000. Thì bản này tôi sẽ gọi nó là bản đủ, còn bản này tôi sẽ gọi nó là bản tiết kiệm, bởi vì cái này là sản phẩm mới ra của bên công ty, mới sản xuất ra. Tuy nhiên thì cả hai máy đều làm được hai chức năng, đó là lập trình smart key cũng như là tua đồng hồ xe máy. Rồi, vậy thì với cái bản mà tiết kiệm, tại sao nó lại rẻ hơn cái bản đủ ở chỗ nào? Thì bây giờ anh em quan sát như sau. Về phần cơ thì cái máy là đổi màu, đó gọi phần cơ, phần bên ngoài thì là đổi màu cho nó đẹp, cho nó khác biệt. Và về phần men thì nó giống nhau, phần cáp kiếc thì cũng như nhau thôi. Cách làm, nói chung là cách làm, tất cả các cách làm, cách sử dụng cũng như nhau thôi. Đó, tất cả các đầu cáp là không thiếu cái gì hết các bạn nhé. Một bộ máy là full đầy đủ, không thiếu gì. Chỉ khác biệt ở chỗ là đó là cái phần mềm của máy, tức là chức năng của máy thì nó khác biệt một chút. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng nó khác biệt như thế nào ha. Tôi sẽ bật điện đây. Có thể là hơi mờ. Này, thì chúng ta quan sát nhé.
Anh em nhìn rõ không ạ? Rồi. Thì về cái phần máy thì nó đều hai chức năng là lập trình khóa và lập trình Oreo. Còn thông tin của máy thì một cái bản là 9.4E và một bản là 9.4VN. Bản 9.4E là cái bản này là bản tiết kiệm, còn bản 9.4VN đó là bản của đang sử dụng ở Việt Nam và hỗ trợ được nhiều các loại xe, hỗ trợ được nhiều chức năng. Rồi về phần lập trình khóa thì nó cũng hỗ trợ cho 4 hãng xe Honda, Yamaha, Vigo và Suzuki. Còn về phần chuyên thì có nghĩa là Honda đó. Thì đối với phần đọc ID thì nó hỗ trợ tất cả các xe của Honda. Còn đối với phần làm khóa chuyên sâu thì như cái máy tiết kiệm thì nó chỉ làm được cái việc là đọc mã ID và xóa mã ID thôi, xóa mã cây ID này đó. Và phục hồi cây ID, biên tập SM, lập trình smart cây thủ công đó, đó là hỗ trợ được các chức năng đó. Còn riêng với máy bản đủ thì nó hỗ trợ sâu hơn, đó là nó có nhiều chức năng hơn đó, nhiều chức năng hơn. Nó bao gồm là cóp SCU, rồi copy cây ID, trong khi cái bản tiết kiệm là không làm được. Còn đối với lập trình thủ công thì tương tự giống nhau. Đó, đó là về phần làm SH. Còn đối với về phần dòng AB, dòng 2 nút. Thì chúng ta thấy là nó cũng hỗ trợ ít hơn. Đối với bản tiết kiệm nó hỗ trợ cũng ít hơn. Đó là nó không copy được SCU. Đó, chúng ta thấy không? Nó chỉ khác có một vài chức năng thôi mà nó rẻ được một nửa tiền. Thì tội gì mà anh em không đầu tư, đúng không? Còn về phần da thì không thay đổi. Phần da thì bản cao cấp với bản thường thì nó chỉ khác nhau có một cái. Đó là cái phần bản cao cấp thì nó copy được cái SCU. Có nghĩa là nó lấy được, copy được cái dữ liệu từ một con SCU chết thả qua con SCU mới. Còn đối với cái máy tiết kiệm thì chúng ta không làm được việc đó. Còn Piero và Suzuki thì vẫn hỗ trợ đầy đủ. Đó. Anh em có hình dung được không ạ? Nói chung là bạn nào thích khám phá về hệ thống khóa smart key thì nên đầu tư một cái máy. Nên đầu tư một cái máy này đi các bạn ơi. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Xài nhanh lấy lại vốn, hiểu không? Rất là hay. Cáp thì chúng ta có đầy đủ cáp để cho anh em làm. Rồi, các bạn có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi tại comment bài này nha. Anh em có câu hỏi gì không? Chúng ta đầu tư một cái đi, hiểu không? Thì từ nay là cái việc lấy mã ID nó sẽ đơn giản hơn.